Đối với trận đấu ngày mai, Jordan là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ của họ có thể hình, thể lực và kỹ thuật rất tốt. Cộng với việc chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu, nhưng các cầu thủ của tôi biết phải làm gì khi đối đầu với Jordan. Chúng tôi luôn hướng đến việc giành chiến thắng, hoặc ít nhất cũng phải có được một điểm. Thực sự trận đấu ngày mai là một trận đấu cũng rất là quan trọng với cả hai đội. Bởi vì đội nào giành chiến thắng thì chắc chắn sẽ là ngôi đầu bảng. Và không chỉ riêng Jordan mà cá nhân tôi cũng như tất cả thành viên trong đội bóng đều muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và vì tinh thần của Việt Nam. Vấn đề lệch múi giờ có gây nhiều khó khăn cho Trung và các đồng đội không? Như các bạn đã biết thì rõ ràng di chuyển đằng đấy là một cái quãng đường rất là dài. Và vừa rồi đội cũng đã thích nghi dần với cái việc lệch múi giờ, và hiện tại thì toàn đội đã có một cái tinh thần và thể lực rất sung mãn để chuẩn bị trận đấu ngày mai.